Quyển 5 chương 3 Vô thường. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho con tính tự giác của Như Lai, ứng chính đẳng giác, khiến con cùng các Bồ Tát Đại Hữu Tình hiểu rành rẽ rồi tự giác ngộ, giúp người giác ngộ. Phật dạy: Đại Huệ, như ông hỏi, ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ nói: Vâng, Bạch Thế Tôn, đấng Như Lai ứng cúng chính đẳng giác là được tạo thành hay không được tạo thành, là quả hay nhân, là tướng hay là sở tướng, là thuyết hay sở thuyết, là giác hay sở giác, tất cả những điều ấy Như Lai đều như thế hay đều không như thế? Phật dạy: Đại Huệ, đấng Như Lai ứng chính đẳng giác không phải tác, cũng không phải phi tác, không phải quả, không phải nhân, không phải tướng, không phải sở tướng, không phải thuyết, không phải sở thuyết, không phải giác, không phải sở giác. Vì sao? Vì những điều như thế đều bị mắc vào lỗi nhị nguyên. Này Đại Huệ, nếu Như Lai là được tạo thành tác, tức là vô thường, nếu vô thường thì hết thảy pháp được tạo tác đều là Như Lai cả. Điều ấy ta cùng chư Phật không chấp nhận. Nếu Như Lai không được tạo tác, tức là không có thể tính, thì hóa ra tất cả những phương tiện tu hành để chứng quả thành không vô ích, giống như sừng thỏ, con của thạch nữ, vì không có nhân tạo thành. Nếu không phải nhân, không phải quả, tức không có không không. Nếu không có không không, tức vượt ngoài tứ cú. Nói tứ cú nghĩa là chỉ thuận theo thế gian mà có ngôn thuyết. Nếu vượt ngoài tứ cú, chỉ có ngôn thuyết mà thôi, thì khác nào con của thạch nữ. Đại Huệ, con của thạch nữ chỉ có ngôn thuyết, không ở trong tứ cú. Vì không ở trong tứ cú nên không thể suy lượng. Những người có trí tuệ nên biết như vậy đối với nghĩa của tất cả những lập luận về Như Lai. Này Đại Huệ, Như Lai có nói các pháp là vô ngã, vì trong các pháp không có tính ngã nên nói là vô ngã, chứ không phải là không có tự tính các pháp. Nên biết những cú nghĩa về Như Lai cũng thế. Này Đại Huệ, thí như trâu không có tính ngựa, ngựa không có tính trâu, chứ không phải là không có tự tính. Hết thảy các pháp cũng vậy, không có tự tướng, không có mà có, phi phi hữu, tức hữu, không phải là chỗ phàm phu có thể biết. Vì sao không biết? Vì phân biệt vậy. Hết thảy pháp không sinh, hết thảy pháp không tự tính, tất cũng như vậy. Này Đại Huệ, Như Lai và uẩn không khác, không không khác. Nếu không khác tức là vô thường, vì các uẩn là được tạo. Nếu khác thì như hai sừng trâu có chỗ khác và cũng có chỗ không khác vậy, vì hai sừng trâu trông giống nhau nên không khác. Cái ngắn cái dài nên có khác, như sừng bên phải khác sừng bên trái, sừng trái khác sừng phải, ngắn dài không đồng sắc tướng cũng khác, nhưng cũng không khác. Uẩn giới xứ vân vân cũng vậy, hết thảy pháp đều như vậy. Đại Huệ, Như Lai ấy là ý chỗ giải thoát mà nói. Như Lai và giải thoát không khác, cũng không không khác. Nếu khác thì Như Lai tức tương ưng với sắc tướng, mà tương ưng sắc tướng tức là vô thường. Nếu không khác thì lẽ ra không thấy các sai biệt trong những người tu hành, nhưng thật thì có sai biệt, nên không phải là không khác. Trí và sở tri, cái biết và pháp được biết cũng thế, không khác cũng không không khác. Nếu không khác, không không khác, tức là không phải thường, cũng không phải vô thường, không phải tác, không sở tác, không phải hữu vi, cũng không phải vô vi, không phải giác, không phải sở giác, không phải tướng, không phải sở tướng, không phải uẩn, không phải khác uẩn, không phải thuyết, không phải sở thuyết, không phải một, không phải khác, không phải cùng nhau, không phải không cùng nhau. Vì nghĩa ấy nên siêu việt hết thảy suy lượng. Vì siêu việt suy lượng nên chỉ có trên danh tự. Vì chỉ có trên danh tự nên không có sinh. Vì không có sinh nên không có diệt. Vì không có diệt nên như hư không. Này Đại Huệ, hư không không phải tác nhân, cũng không phải sở tác quả. Vì không phải nhân, không phải quả nên xa lìa phan duyên. Vì xa lìa phan duyên nên vượt ra ngoài hết thảy những pháp hí luận. Vượt ngoài hết thảy pháp hí luận ấy là Như Lai. Như Lai chính là thể chính đẳng giác. Chính đẳng giác ấy là viễn ly tất cả căn cảnh giới. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Vượt ngoài căn suy lượng, không phải quả hay nhân, tướng hay là sở tướng, tất cả đều xa lìa. Uẩn duyên cùng chính giác, một khác không ai thấy. Đã không có ai thấy, sao còn sinh phân biệt? Không phải tác sở tác, không nhân không không nhân, không uẩn không lìa uẩn, cũng không lìa các vật. Không phải có pháp thể như phân biệt kia thấy, lại không phải là không. Các pháp tính như vậy, đối có thành ra không, đối với không nên có, không đã không thể giữ.
có cũng không nên nói, không rõ ngã vô ngã, chỉ chấp nơi danh từ. Kẻ kia chỉ nhị biên, hoại mình, hoại thế gian, nếu hay thấy pháp này, liền để hết các lỗi. Đó gọi là chính quán, không hủy bám đạo sư. Đại Huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như trong kinh Phật dạy Đức Như Lai không phải chịu sự sinh diệt, vì và Thế Tôn lại dạy bất sinh bất diệt ấy cũng là một tên gọi khác để chỉ Như Lai. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ dạy cái lẽ bất sinh bất diệt ấy, tức là vô pháp, sao lại nói đấy là tên khác của Như Lai? Như Thế Tôn dạy hết thảy pháp không sinh không diệt, nên biết đó tức là xa vào các kiến chấp hữu vô. Nếu pháp không sinh tức không thể giữ, không có một chút pháp nào cả, thì ai là Như Lai? Xin Thế Tôn giảng rõ. Phật dạy: Hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Này Đại Huệ, ta nói Như Lai không phải là vô pháp, lại không phải là thông nhận nhiếp thủ các pháp bất sinh bất diệt, cũng không đối đãi nhân duyên để xuất hiện, cũng không phải là vô nghĩa. Ta nói vô sinh tức là một tên khác cho pháp thân do ý sinh của Như Lai. Hết thảy ngoại đạo thanh văn chuyên giác Bồ Tát thất địa không rõ nghĩa ấy. Đại Huệ, thí như đế thích đất hư không cho đến chân tay, tùy theo mỗi vật mỗi thứ đều có nhiều tên, không phải vì có nhiều tên mà thành ra có nhiều thể hay thành vô thể. Đại Huệ, ta cũng như thế. Ở nơi thế giới ta bà này có ba a tăng kỳ trăm ngàn danh hiệu. Những kẻ phàm ngu tuy nghe tuy nói mà không biết đấy là tên khác của Như Lai. Trong số ấy có người hoặc nhận ta là Như Lai, có người cho ta là bậc vô sư, hay đấng đạo sư, hay đấng thắng đạo, phổ đạo, hay Phật, hay Như Vương, hay Phạm Vương, hay Tùy Hữu, hay Tự Tại, hay đấng thắng giả, hay đấng ca tỷ la, hay đấng chân thật biên, đấng vô tận, đấng đa tướng. Hoặc có kẻ cho ta là như thần gió, thần lửa, hay đấng câu tỷ la, hay mặt trăng, hay mặt trời, hay như vị vua, hay như tiên nhân, hay như đấng thức ca, hay như nhân đà la, như sao, như sức mạnh lớn, như nước, như cái vô diệt, như cái không sinh, như tính không, như chân như, như đế, thật tính, thật tế, pháp giới, niết bàn, thường trụ bình đẳng, vô nhị, vô tướng, tịch diệt, cụ tướng, nhân duyên, Phật tính, giác đạo, giải thoát, đạo lộ, nhất thế trí, đấng tối thắng, đấng ý thành thân. Hết thảy những tên như thế, đầy ba a tăng kỳ trăm ngàn danh hiệu, không tăng không giảm. Trong thế giới này cùng các thế giới khác, có những kẻ biết ta như trong nước không vào không ra. Nhưng hạng phàm ngu tâm bị chìm đắm nơi nhị biên không thể hiểu thấu, mà cũng tôn trọng cúng dường thừa sự, không khéo giải danh tự cố nghĩa, chấp ngôn giáo, mê muội đối với lẽ chân thật, cho rằng vô sinh vô diệt tức là không thể tính, mà không biết đấy là một danh hiệu khác của Phật như Nhân Đà La, Đế Kiệt La, vân vân. Vì tin người ngôn giáo mê muội chân thật ở hết thảy pháp để yêu theo lời,